Và em để cái lực siết là lớn nhất nhá. Giờ em sẽ siết vào. Đấy. Các bác thấy kinh khủng chưa? Các bác đã thấy kinh khủng chưa? Đứt luôn ốc nhá. Đây là con bu lông 22. Đấy, em giã có mấy hồi thôi. Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cu Bờm TV. Hôm nay trong cái clip này thì em xin giới thiệu đến toàn thể các bác một cái mẫu thân bu lông của Makita. Con này thì lực siết của nó là lên tới là 500 newton các bác nhé. Với cái lực siết khủng như thế này thì con này nó có thể mở được những cái con bu lông từ 32 đổ về các bác nhé. Đấy thì đây em giới thiệu chi tiết cho các bác đây. Đấy, các bác nhìn về cái thông số này của máy đây thì các bác có thể thấy rồi, sử dụng bu lông 1/2 này, 18V này. Đấy, con này lực siết từ 380 newton đến 800 newton. Đấy. Trên thông số nó ghi là đến tận 800 newton. Đấy, nhưng mà thực tế thì cái này thì trên thực tế thì nhà cung cấp là có đưa cho em cái thông số chính xác là lực siết của con này nó rơi vào tầm 500 newton đến 550 newton thôi các bác nhé. Đấy, gọi là maximum của nó là 550 newton thôi, chứ không được đến 800 đâu. Đấy. Đây thì các bác còn một thiết kế con này rất chi là khỏe và chắc chắn. Đấy, đẹp lét, cực kỳ sáng nhá, đèn led to, cực kỳ sáng. Đầu búa bu lông cực kỳ to, cầm cái thân máy cực kỳ chắc chắn các bác nhá. Rồi, em đã lắp thử một cục pin vào để test thử cho bác nghe tiếng máy nhá. Đấy. Máy chạy rất chi là êm. Đấy, và con này có hai cấp tốc độ các bác nhá. Đấy, hai cấp tốc độ. Đấy, con này sử dụng chân pin phổ thông các bác nhá. Đấy, chân pin phổ thông cho nên là rất chi là thuận tiện. Đấy, các bác có thể mua độc cái thân máy thôi, về sử dụng các cái dòng pin rẻ, pin tàu, pin cứ chân pin Makita. Đấy, là dùng được hết các bác nhé. Đấy. Thiết kế rất chi là đẹp và chắc chắn. Đấy, rồi bây giờ em sẽ show chi tiết nội thất của con này để cho các bác cùng xem nhé. Em đã tháo sẵn ra. Đấy, một cái con thân máy bu lông của Makita. Con này lực siết là 500 newton nhé. Đấy, thực tế là maximum của nó lên tới 550. Đấy, nhưng mà em cứ gọi nó là thân con 500 newton đi. Đấy, thì đây các bác có thể nhìn thấy đây. Mạch của nó là tản nhiệt bằng nhôm nhé. Đấy, mạch tản nhiệt bằng nhôm này. Đấy, một con tụ rất chi là to. Đấy, con tụ rất chi là to. 35V 470 microfarad. Đấy, và cái động cơ này này. Đấy, cái khối động cơ này. Đấy, rất chi là chất lượng nhé. Đấy. Cực kỳ to luôn. Đấy. Dày, đấy to lắm. Nói chung là so với cả những cái dòng máy mà có lực siết khoảng cỡ hơn 300 newton thì đấy các bác có thể thấy đây, cực kỳ chất lượng nhé. Đấy. Đây là cái cụm búa của nó này. Đấy, đầu cái cụm búa này là 1 cân nhé. Đấy, em đã cân thử rồi. Đầu cái cụm búa này là 1 cân. Đấy. Còn thân máy như nó rơi vào cân 6, cân 7 gì đấy. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đây là cụm búa của nó này. To chưa? Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Dã man luôn. Đấy, búa này thì gọi là như 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 các bác có thể nói là siêu to khổng lồ quá nhé. Đấy, có thể gọi là siêu to khổng lồ. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng. Đây, đấy các bác nhìn cái rô của nó này. Đấy, nhìn chưa? Đấy, chất lượng chưa? Đấy. Trên rô này đấy người ta cũng khoét khoét các cái lỗ này đấy, các bác biết là làm gì không ạ? Để cân bằng động. Đấy, có nghĩa là cái rô nó bị lệch tâm. Đấy, bao giờ cái máy này khi mà sản xuất ra người ta đều phải cân rô hết. Đấy. Người ta khoét trên đây các những cái lỗ này. Đấy, người ta cân bằng động. Đấy, để cho nó không bị văng các bác nhé. Quay với tốc độ cao nó không bị văng. Con này cánh gió màu đỏ nhé. Đấy, màu đỏ với màu đen nó không phải là cái yếu tố quyết định là hàng loại 1 hay loại 2 các bác nhé. Đấy, nhưng mà con này cam kết với các bác là hàng chuẩn loại 1 các bác nhé. Đấy. Xịn xò chưa? Đấy. Cực kỳ ngon nhé. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ trực tiếp em test cái sản phẩm này để cho các bác trực tiếp theo dõi và các bác thấy được cái sức mạnh của cái con thân máy bu lông của Makita các bác nhá.
Bây giờ em sẽ sử dụng cái khẩu bu lông 22. Đấy, em sẽ test từng bước một cho các bác nhé. Đấy, mở cái khẩu bu lông 22. Và em sẽ siết con ốc này. Em sẽ siết con ốc này vào các bác nhé. Đấy, các bác cùng theo dõi này. Đây nhá, đấy, con ốc này. Và em để cái lực siết là lớn nhất nhá. Giờ em sẽ siết vào. Đấy. Các bác thấy kinh khủng chưa? Các bác đã thấy kinh khủng chưa? Đứt luôn ốc nhá. Đây là con bu lông 22. Đấy, em giã có mấy hồi thôi. Đấy, các bác vừa đấy xem đấy, con ốc là con ốc nguyên zin nhá. Đấy. Không phải là con ốc em đã cắt trước hay thế nào đâu. Đấy. Mà nó bắn một phát xong luôn. Đấy, các bác thấy kinh khủng chưa? Đấy, rồi, bây giờ em sẽ dùng con 880 Newton. Em siết vào và em mở ra bằng con này nhé. Đấy. Tiếp tục thử thách con thân máy bu lông của Makita bằng con có lực siết lớn hơn các bác nhé. Đây là con Navara. Lực siết là 880 Newton. Đấy. Giờ em sẽ dùng cái khẩu 24. Đấy. Siết trên con ốc này nhá. Các bác nhá. Đấy, bu lông 24 này. Đấy, giờ em sẽ siết vào nhá. Đấy, em sẽ siết căng gọi là hết căng hết sức thì thôi. Đấy, sau là để cho con kia nó mở nhá. Rồi, một lần này. Hai lần này. Rồi, ba lần nhá. Rồi, bây giờ em sẽ dùng cái con bu lông Makita 550 Newton này. Đấy, em sẽ mở ra nhá, xem là nó mức độ nó mạnh hay yếu như thế nào, các bác có thể xem và các bác đánh giá được chính xác về máy. Ra ngay lập tức các bạn. Quá quá là khủng luôn các bạn. Quá là khủng luôn các bác nhá. Đấy. Về cái con này thì hiện tại bên em đang bán cho các bác với một mức giá cực kỳ là tốt các bác nhá. Đấy, chỉ có là 1 triệu đồng các bác là sở hữu ngay một cái thân máy bu lông Makita được siết tối đa lên tới 550 Newton. Đấy, và ngoài ra thì các bác khi mà các bác mua hàng thì bên em sẽ tặng cho các bác một cái đầu chuyển vít các bác nhé, miễn phí vận chuyển và bảo hành 6 tháng cho các bác. Đấy, các bác nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0982 826 628 hoặc 0929 826 628. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau nhé.